Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay và vòng ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tô tượng. Và tượng hôm nay của mình sẽ có từ Soul Robot. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tô tượng. Và tượng hôm nay của mình sẽ có từ Soul Tượng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm tô tượng. Và tượng hôm nay của mình sẽ có tên là Sâu Gió. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Sâu gió màu vàng. Sâu gì cũng màu vàng hết hết trơn. Đây em thử cho chị cái ảnh này xem chị thấy có đúng không. Giờ mình sẽ tô phần thân màu vàng nha mọi người. Em lỡ biết bao nhiêu là tình cho đủ. Em sẽ đăng dê này. Đó, chị xem lại nhóm gửi cho chị xem giống chị không? Giống cơ. Ảnh gì? Trong này bóng rồi. Chị xem đi, em thấy giống. Ừ, sắp có đá bóng rồi đâu. Ai bảo này? Em thấy nó đang sửa sang để chuẩn bị đá rồi. Đấy. Đang sửa sang sân để chuẩn bị đá rồi. Ừ, sắp đá rồi. Mình còn chắc còn tới giờ để đá rồi. Thế đá đâu thì xem. Thế thì phải cày, cày thôi. Giờ đối nhớ luôn á, giờ đối nhớ rồi là vào. Anh luôn. Hay lại lăng vào. Hay là lăng đâu, hay bỏ anh. Thì chỉ xóa không. Thế thôi, như hay là đấy thôi, thì thế rồi. Thế bảo hay lại lăng vào. Thì đấy. Thế bảo hay lại lăng vào. Cũng nên. Nếu mà hay là bảo nó là 3 được, đối với tôi làm luôn. Và em cũng không biết, lúc đấy là em đi học mà, em đi làm mà. Có xem đâu, cả mùa đó. Đâu không thấy đâu, nghĩ nó không xem, chê, nó phí. Phí cái gì? Có tiền em bỏ hết. Rồi. Chỉ cần có tiền em bỏ hết. Bỏ cái gì? Bóng đá đây. Thì ạ? Bóng đá là xóm, xóm ngoài đó. Chắc này nó không đi xem bao giờ đâu. Giờ mình sẽ tô mắt sâu nha mọi người ơi. Em lỡ biết bao nhiêu là tình cho đôi. Bóng trưởng. Chả sao. Anh Thành làm ra được cái này. Gì? Mà nghĩ tên nó là bánh lăng nha. Trời. Cái gì? Bánh lăng á? Đúng rồi, chả sao anh Thành làm ra cái này luôn. Cái đấy nó là bánh mà. Đúng rồi. Chị thấy em đang ăn thôi nhưng mà này em thấy sao anh nghĩ ra được. Rồi. Dạ đi. Cái đấy. Dạ. Đề. Sao lại hỏi tại sao ít video đó? Xin chào các bạn. Video này mình sẽ vẽ cho các bạn xem cái bánh lăng nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vẽ này. Chưa tô xong mà quên, chưa vẽ xong. Tính tiền theo sản phẩm. Nếu mà mấy mảnh thế là được kinh lệ lắm. Mày cái bao mảnh một và xem cái bao mảnh một. Cái mảnh cái này. Cứ à, được rồi đấy. Và xem cái bao mảnh một. Bốn mảnh thì được. Đấy. Bốn mảnh thì được rồi. Đi đi. Là bốn mảnh. Mày xem mấy cơ sĩ cái mày mở mãi ra là một mảnh, nó gì là bốn mảnh. Lâu lắm. Cái mảnh mở đầu, đầu ra bao nhiêu cơ mới có một mảnh nhờ. Thì tao bỏ thôi em ạ. Mày xem đây, đây cơ mới có một hai mảnh nhờ. Mà.
mấy cơ gọi là phun chỉ số này với đứa bột mỏng. Ba mảnh thôi, một mảnh là được. Rồi giờ đây là bạn giờ cứ cầm xem khi đã rồi đây. Bây giờ mình sẽ chấm mắt màu đen nha mọi người ơi. Không phải cuốn cơm. Cài đi. Bây giờ xin cho tôi mời mấy bạn ra xem video rồi. Thay chỗ đi. Rồi, từ từ. Để lấy cái tiền xin xịn nè. Lấy cái xịn thử xem như nào. Đấy. Không, bây giờ tôi kinh doanh rất là đổ. Đi ra thì đó, đi bảo ra, đi bảo chạy. Lên chưa? Rồi, tôi kinh doanh. Nhưng mà anh tự chạy, tự chạy với cái giờ. Mọi người sau của mình sắp hoàn thành rồi nha. Trời ơi, bắt đầu rồi. Cái gì? Đâu vậy? Mày rồi. Vào trong phần cuối cùng. Rồi. Vào trong phần cuối cùng thì là đã sở hữu ấy. Vào trong đấy đây. Vào đi. Vô em ơi, vào đi. Bao nhiêu tiền? Vào đi vô 150 ăn ngon cũng được chín đi. Mọi người ơi, đây sản phẩm của mình đã hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây thôi là kết thúc nha. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Mọi người ơi, sản phẩm của mình đây đã hoàn thành nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nha. Các bạn ơi, đây là phần sản phẩm của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây thôi là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nha. Em nói biết bao nhiêu.